Thảo. Chị Thảo. Ủa? Anh... Mấy hôm nay anh Cường có về không chị? Chồng tôi hả? Đau quá mẹ anh ơi. Tôi đau. Chị có sao không? Giờ Cường bảnh sắp sanh, cần người hỗ trợ. Anh ta vào đây thuê phòng từ đêm qua cùng với cô gái này. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, khả năng là cô ta đã bị cho dùng thuốc ngủ. Có thể hung thủ đã đào thoát mọi đường thông gió. Mời chị xem. Chính là hắn ta. Tôi đã từng quan hệ với hắn, và hắn lấy hết tài sản và trang sức của tôi. Cảm ơn chị đã cung cấp thông tin. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra hung thủ. Mời chị ký tên. Mời chị tên tôi. Theo như nhận dạng của người dân và bị hại thì hung thủ có một đặc điểm rất giống với Cường Bảnh. Trong lúc bị truy nã vì tội cướp tiệm vàng thì Cường Bảnh lại tiếp tục lừa đảo và kiếm đoạt tài sản của người dân. Hung thủ đã nghiên cứu rất kỹ những nơi mà tiếp xúc với nạn nhân. Tất cả những nơi đó đều là nơi vắng vẻ và không có camera an ninh. Điều quan trọng bây giờ là phải thông tin tuyên truyền cho người dân biết để đề phòng và nhận dạng hung thủ. Mẹ ơi, chừng nào mới có thịt heo kho rồi? Chứ con thèm quá à. Ráng đi, ngày mai á mẹ hái rau má nhiều thiệt là nhiều, xong mẹ bán kiếm tiền mua thịt heo cho con ăn nha. À sao mày, có tiền trả tao chưa? Chị, nói cho em ít bữa đi, quay qua đây bán ế chết luôn á. Trời đất ơi, hẹn gì mà hẹn hoài, mượn vay của ai được kiếm tiền trả cho tao? Không có tiền á, tao xiết chiếc xe này. Chị Tám ơi, chị Tám, từ từ á, rồi em làm kiếm tiền trả chị. Chứ em có một chiếc xe đạp à, em chở Diễm đi học. Chị lấy gì rồi em chở Diễm bằng gì? Chị Tám ơi, đừng cái xe của mẹ con mà, con đang nỉ chị Tám á. Tao mệt hai mẹ con nhà mày quá. Từ giờ tới 20 á, lo mà trả tiền cho tao. Không trả, tao dỡ cái nhà này lên á. Sao bữa nay nghỉ sớm vậy? Làm thêm hiệp nữa nha.
cưng đúng thiệt là khỏe đó. Làm cho Kim rất là hài lòng. Chỉ cần là Kim thích thì cái gì Tiến cũng làm được hết. Từ từ, Kim có quà cho Tiến. Bình tĩnh, chờ Kim chút. Nhanh nha. Đây, chiếc đồng hồ của châu Âu Kim mua từ Thụy Sĩ làm quà cho Tiến đó. Em cảm ơn chị nhiều nha. Khỏi nịnh. Chị Kim, hôm nay khỏe không chị? Ngồi đi. Chị cũng ổn. Em sao? Làm ăn khấm khá không? Em vừa mới ra trại tháng trước, đang thất nghiệp nên làm xấu qua nhờ giả chuyện chút. Mày em út chị không à? Cần gì? Bao nhiêu? Chị này, khinh thường em quá rồi đó. Cần gì nói lẹ lên. Thì em thấy bên chị đang cần người, cho nên muốn xin chị một chỗ về đầu quân thôi. Về với chị đi, không lo đói đâu. Vậy em chờ chị giao việc đây. Ok. Tao có nhỏ em đang tuyển công nhân đi xuất khẩu lao động á, tháng 2 mấy triệu. Mày có làm thì tao xin cho. Làm cái gì mà nhiều tiền quá vậy? Bộ đi làm gái hả bà? Con này, cái làm nhiều tiền là phải làm gái hả? Làm ăn chân chính đó. Nhưng mà tôi còn con nhím nữa, sao bỏ nó nhà mình được? Con mẹ nó lớn rồi, có phải nhỏ nhặt gì đâu mà mày lo. Mày làm có tiền thì mày gửi về cho nó, lo cho nó. Nói như bà hay lắm. Để nó nhà mình tôi thấy tội lắm. Chứ bây giờ mày cứ muốn đi bán vé số, con mày thì đói khát, tiền trả nợ cho tao thì không có. Mày cứ suy nghĩ đi, rồi có gì gọi cho tao. Chị sẽ chuyển khoản trước cho em, qua đó làm việc, kiếm tiền trả lại cho chị. Vậy thì tốt quá, em cảm ơn chị. Tôi giúp bà tới đây đó nha. Việc còn lại là bà lo cho xong chuyện gia đình của bà đi. Rồi khi nào đi á, thì tôi báo lại đây. Tôi biết rồi, yên tâm đi. Thưa chị, em xin phép về trước để chuẩn bị. Đợt này bên đó cần 4 người, em lo kiếm người cho chị. Được á, mình gom đi một lượt luôn. Dạ, chị để em lo. Thảo. Anh Tư, vô nhà chơi, để em đi lấy nước nha. Thôi khỏi nước nôi vậy. Anh mới trên huyện về, nghe thông tin này lật đật chạy về báo mày nè. Chuyện gì vậy? Đất nhà mày á, sắp hết hạn canh tác, người ta sẽ xuống thu hồi lại đó. Em mồ côi cha mẹ, từ khi lấy anh Cường tới giờ em sống quanh quẩn ở đây không à. Giờ vậy em phải làm sao anh Tư? Cái gì cũng từ từ. Có thông tin gì mới á, anh sẽ xuống anh báo với mày nha. Thôi anh về à. Tám. Chỗ em chị còn tuyển xuất khẩu đi lao động không chị? Còn chứ. Mày muốn làm á thì để tao gọi điện cho, hai đứa mày gặp nhau tự tính. Dạ, vậy em cảm ơn chị nha.
Được rồi. Nè, bỏ chân qua đây coi. Hay là tụi mình đi du lịch đi. Em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi. Tự nhiên đi du lịch làm chi cho tốn tiền. Đừng có lo, Kim sẽ làm giấy tờ giả cho. Mắc gì sợ. Bao nhiêu năm nay trốn đã, em mệt mỏi lắm. Em chỉ cảm thấy nhẹ nhàng từ lúc về ở với chị. Bây giờ mà đi ra đường, công an nhòm ngó, dễ bị bắt lắm. Còn xưa là đi tù. Con Liễu dẫn Đào tới. Đợt này gom đủ cho đi Lạc Sơn hết. Nhìn thì hơi đứng tuổi nhưng mà tướng tá ngon á. Ok đó Liễu. Mà chị này xin ứng trước một ít tiền để lo cho con. Ok không chị? Thì luật cũ thôi. Đáng bao nhiêu đâu em. Dạ, vậy giờ em phải làm sao nữa chị? Xíu nữa chị vô phòng, cởi hết quần áo ra. Em quay clip lại để làm chứng chị vay tiền chị Kim. Rồi sau này qua bển làm có tiền trả lại thì xóa clip. Lên đi, lên đi. Đang trên đà thắng thì hết pin. Tôi là Nguyễn Kim Thảo, có dây của chị Kim 20 triệu. Tôi hứa khi qua nước ngoài làm việc sẽ trả rớt lẫn lãi cho chị Kim. Chị lấy cái tay ra, không có được che ngực với phần dưới. Xong rồi đó chị, em vừa mới gửi clip qua điện thoại của chị. Dạ, thưa chị em về. Tiến, sao ngồi ở trên phòng chơi game? Mới thấy con Liễu gửi clip cho chị hả? Sao, ngon hả? Mấy cái đứa vay tiền này. Ngon là cái gì? Ba cái đó là biết cũng chết. Chị, ở đó học có đóng tiền không chị Tám? Không, tao quen sư cô trong chùa, ở đó nuôi trẻ mồ côi. Tao xin cho con mày một chỗ trong đó. Để con ở cho biết con nữa hả? Mẹ đi làm xa. Con đeo gì Tám qua sư cô nha. Mẹ không có bỏ con đâu. Lâu lâu mẹ về thăm con. Con không chịu đâu, con chịu ở với mẹ thôi.
ba mẹ. Mẹ có đành lòng bỏ con đâu. Con đi qua với thưa cô, mẹ mới yên tâm. Trễ rồi, đi đi. Anh Cường, bao nhiêu năm qua anh sống ở đâu? Anh có biết mẹ con tôi khổ như thế nào không hả? Em thừa biết là bao nhiêu năm qua tôi bị truy nã, sao tôi về đây được? Vậy giờ anh về đây làm gì hả? Không có anh thì mẹ con tôi vẫn sống tốt mà. Tôi biết là bao nhiêu năm nay em sống rất cực khổ, nhưng không phải vì như vậy mà em lại chui vô cái động của bà Kim. Anh nói gì? Sao anh biết? Bao nhiêu năm nay tôi trốn ngoài chồng, không ngờ một ngày chính giờ mình lại bước chân vô trong đó. Anh đúng là cái đồ khổ nạn mà. Em đừng có tới chỗ bà Kim nữa. Còn cái clip em mượn tiền của bà, tôi nhất định sẽ xóa. Sao anh không đi đầu thú đi, để con làm lại cuộc đời nữa. Đi đầu thú là phải đi tù. Tôi thà trốn, tôi thà sống như vậy. Vậy thì không bao giờ anh sẽ được gặp con anh nữa đâu. Và tôi cũng sẽ làm cái nhà dơ bẩn đó của anh nè. Và tôi sẽ coi là cái ngày hôm nay anh không bao giờ về.
mấy đứa lo chuyện gia đình xong hết chưa? Chút nữa xe tới là đi thôi. Tương đối xong rồi chị. Mấy chị em ráng qua bển làm để về có tiền trả cho chị Kim. Thu hết điện thoại của tụi nó lại. Chúng ta tiếp tục phương án 2 để bắt cường bệnh. Nếu như đội 1 không thành công, cũng đã đến lúc tôi gọi cho cô Thảo rồi. Nghe nhanh đi, rồi đưa điện thoại cho tao. Dạ con nghe sư cô. Con mới trốn khỏi chùa rồi. Sư cô nói gì? Con đã bỏ trốn mà hả? Dạ con biết rồi. Chị Kim ơi, con em nó bỏ trốn rồi. Chị cho em về tìm con đi, rồi em quay lại đâu chị. Chị điên hả? Xe sắp tới rồi. Trời ơi, chuyện gia đình tôi đã cho mấy em thời gian để lo liệu rồi, bây giờ không có đi đâu hết. Chị ơi, em xin chị, em cho em về quê tìm con em đi bà chị. Em hứa em quay lại liều bà chị. Em xin chị. Chị ơi. Trời ơi, rối cái não tụi này quá. Giờ đưa hết chúng nó vô phòng, tí tao kêu ra. Là số của chị Thảo gọi lại. Alo. Tôi là ba của con bé. Sư cô có thể cho tôi biết con tôi đang ở đâu không sư cô? Con bé đi tìm mẹ, trèo xuồng, té xuống sông rồi. Xe sắp tới rồi đó chị. Đưa tụi nó ra xe, tao với thằng Tiến đi xe sau. Chị ơi, em muốn đi nữa. Thằng điên này, mày chở quẻ hả? Cuối tuần này họ sẽ chung chuyển các cô gái ra tàu và đưa đến biên giới Lạng Sơn. Chưa hết, thời gian gần đây em phát hiện Cường Bảnh sống với cái tên là Tiến và hiện đang là người tình trẻ của bà Kim. Nếu như vậy thì chúng ta cần phải hết sức cẩn thận và nhanh chóng phối hợp để truy bắt hung thủ. Thưa chị, em xin phép về trước để chuẩn bị. Khi nào đến ngày đi, chị báo cho em nha. Con em nó bỏ trốn rồi.
Thì cho em về tìm con đi, rồi em quay lại đâu chị. Chị ơi, đưa hết chúng nó vô phòng, tí tao kêu ra. Bà Kim, chúng tôi có chứng cứ và tổ chức buôn người. Ba rồi, mấy anh cho tôi về cậu tôi đi. Được rồi, chị cứ bình tĩnh. Không tìm thấy Cường Bảnh. Sát con tôi đâu? Anh là cha của đứa bé à? Tôi là chồng của Thảo. Thảo đang cấp cứu trong bệnh viện. Vậy anh là Cường, cha của đứa bé mà Thảo thường nhắc tới đúng không? Lúc nãy con bé nó chèo xuồng ở đây nè. Cường Bảnh, anh đã bị bắt. Cảm ơn chị đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Sau khi rước con chị về, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho hai mẹ con gặp Cường để động viên anh ta thành khẩn khai báo về tổ chức buôn người của bà Kim và tội lỗi năm xưa của mình. Dạ, cảm ơn các anh. Ủa, mẹ nói là đi làm ăn xa lâu lắm mẹ mới về mà. Sao giờ mẹ rước con về rồi? Mẹ đâu có đành lòng xa con. Với lại á, đâu có người mẹ nào mà bỏ con mình đi vậy được. Vậy giờ đi đâu vậy mẹ? Bây giờ mình đi gặp ba. Thi thảo mẹ. Vì lười biếng lao động, Trần Thanh Cường đã chọn cách đi trộm cắp tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Khi bị truy nã, y còn gây ra nhiều vụ án khác trên nhiều địa bàn. Nhưng cho dù có lẩn trốn bao lâu, thì hồ sơ tội lỗi của y cũng không khép lại. Với sự quyết tâm truy bắt đến cùng, thì các chiến sĩ công an nhân dân đã buộc Cường Bảnh ra tay vào còng để chịu tội trước pháp luật. Có lẽ những nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ sẽ thúc đẩy cho người đàn ông này thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng về những hành vi sai trái năm xưa và hang ổ buôn người của bà Kim.